Chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến những thuật ngữ như là toàn cảnh, trung cảnh hay là cận cảnh. Thì với mỗi một cỡ cảnh như vậy sẽ tương ứng với một khung hình và thể hiện theo một nội dung, bố cục khác nhau. Tuy nhiên, với nhiều bạn trong khi quay video, quay phim, đặc biệt là các bạn mới thì thường sẽ muốn đưa vào cảnh quay những ý tưởng của bản thân mình, những sáng tạo mới và đôi lúc nó không tuân thủ theo một bố cục nào cả. Mọi thứ trở nên lộn xộn mà khung hình được thì không được đẹp mắt. Và để có thể đưa đến người xem một nội dung hấp dẫn, một khuôn hình hoàn hảo, các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu về bố cục và thẩm mỹ khuôn hình ở trong nội dung video tập 9 ngày hôm nay của sách Máy Lên Quay. Và mình là Huy, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Học Làm Phim. Hiểu một cách đơn giản nhất, bố cục là cách sắp xếp các nhân vật, các vật thể, các mảng khối, các màu sắc, ánh sáng trong khung hình mà chúng ta nhìn thấy ở màn hình live view của camera. Chúng ta sẽ sắp xếp bố cục dựa trên 4 yếu tố: đường nét, hình dáng, hình khối và chuyển động. Như ở trong video tập 8 của sách Máy Lên Quay, ta đã ứng dụng quy tắc 1/3 để tạo nên các đường thẳng, chia khung hình làm 9 phần bằng nhau. Chúng ta cũng có thể sử dụng các đường chéo để tạo đường dẫn, tăng tính chiều sâu, gia tăng kịch tính và hành động cho cảnh quay. Về sau, các bạn có thể tìm hiểu thêm về đường cong hay thậm chí là đường xoắn ốc tỷ lệ vàng. Nguyên tắc tiếp theo mang tên Looking Room hay còn được gọi là khoảng thở của khuôn hình. Các bạn có thể để ý trong những cảnh quay thì chúng ta sẽ luôn có một chủ thể chính, một nhân vật chính và một không gian bao trùm ở xung quanh. Vậy thì các bạn nên đặt nhân vật vào vị trí 1/3 để khoảng trống còn lại, nơi mà đối tượng đang hướng đến chiếm 2/3 khung hình. Đặc biệt, với những cảnh quay chuyển động như thế này, khoảng thở sẽ giúp người xem có cảm nhận chuyển động hướng về phía trước của nhân vật rõ ràng hơn. Đây cũng chính là quy tắc hướng nhìn mà chúng ta có thể áp dụng cho cả vật thể. Ví dụ như là một chiếc xe máy, một chiếc tàu điện khi chúng đang di chuyển. Điều này sẽ tạo cho người xem một không gian để có thể nhìn thấy là nó đang di chuyển về phía trước. Từ đó có được cảm nhận rõ ràng hơn về tính chuyển động của khung hình. Và có 3 lỗi khi quay phim các bạn thường mắc phải trong quá trình setup bố cục. Đầu tiên là việc không chú ý đến vị trí của đường chân trời. Đôi lúc chúng ta còn để lệch đường chân trời hay để đường chân trời sai vị trí, tạo ra một khung hình với bầu trời quá hẹp hoặc quá rộng. Thứ hai là để quá nhiều không gian trống ở phía trên đầu nhân vật. Các bạn hãy thử so sánh khung hình vừa rồi với khung hình này xem cái nào trông sẽ đẹp mắt hơn. Chắc chắn là khung hình thứ hai rồi phải không nào? Vì vậy, hãy chú ý tới khoảng trống headroom này nhé. Lỗi thứ ba là khung hình của bạn trông quá lộn xộn, nhiều chi tiết thừa thãi. Hãy nhớ rằng chúng ta cần loại bỏ sự lộn xộn, các đồ vật thừa hay còn gọi là rác trong khung hình và hướng tới sự tối giản để làm nổi bật chủ thể. Sau video này, các bạn hãy dành thời gian xem phim ảnh, TV và coi nó như một cách luyện tập. Đặc biệt chú ý tới bố cục để đôi mắt của chúng ta dần nhận dạng được ra các quy tắc này. Và từ đó giúp các bạn có thể ứng dụng trong công việc quay phim, quay video, có được một tư duy về cách sắp xếp bố cục trong từng khuôn hình, đem lại hiệu quả cao nhất trong công việc. Người ta thường nói rằng những quy tắc sinh ra là để phá vỡ. Tuy nhiên, nói gì thì nói, chúng ta luôn cần phải bắt đầu xuất phát điểm từ những thứ cơ bản, căn bản nhất trước khi nghĩ đến việc sáng tạo ra những thứ khác biệt. Ở video tiếp theo, tập 10, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cỡ cảnh trong quay phim. Và nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm like, share cũng như subscribe channel YouTube của kênh Học Làm Phim và ấn nút chuông ở phía bên cạnh để cập nhật những video mới nhất từ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.